kem không? Kem. Mua mấy chục ký? Giao hàng cuối tuần. Mấy ký rồi ta? Rồi, let's go. I don't understand why you're standing right here. All your shots have scored. No, scratching at the scars you left on my skin. We fight and we fall, then we rise through it all. Till we find what we want, then we lose it all again. Your touch on my skin, pull me close, take me in. Just me, just you. Take a bite with me. Oh, sweat.
minutes later. Đâu? Giờ đi, đâu? Thì nào nghe. Bà đừng có quên nha. Rồi mấy tuần rồi? 4 tuần rồi đó. Thì mới 2 tuần hả? Rồi mới 4 tuần gì đó. Này khui đi đã, khai mấy khui đi đã. Mới 2 tuần rồi, làm gì tiền vậy? Tiền cho mẹ đừng ơi. Đây để khui ra mấy ít thôi. Mua ít thôi đi. Thử, thử máy. Quay đi nọ ơi. Quay đi, quay đi, quay đi. Trời ơi, bình thường mà. Sáng nay đi á, tự nhiên nhớ á. Chứ không mém chứ không là quên á. Nó đi họ. Nghe vậy, mấy người ta gói. Người ta gói, mình đâu có gói được rồi. Ta ủ đồ lạnh rồi á. Mấy lớp rồi. Không mà về để ở tủ đông thì nó đâu có bị gì đâu. Anh dân kiến mà. Tôi mua cây tôi để tủ lạnh bên qua. Vậy hả? Để ăn ngon quá. Nè lấy cái loại nào hình như nhãn. Nè gì đó. Quả biết không? Hai cục, quả lấy hai cục. Cục như vậy? À 50 ngàn cục. Ở vậy nó 100 ngàn vậy. Đừng có thiếu ngàn sao đâu. Mệt quá. Chút chiều gì đó tiền được không? Chút chiều gì đó không? Để đi. Để xong giờ đi cấp rồi. Đâu ạ? Đi tắm hồ bơi, biết đứa kia bơi với lại hồ bơi đâu? Nhìn ký á. À biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Tưởng nó hồ bơi mình xong rồi. Hồ bơi mình dưới đây nhé. Đó, nhìn ký á. Đừng đợi, 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 đợi quá à. Đi con đi đi.